Rồi, máy móc Minh Chí xin chào tất cả anh em nhé. Rất vui được gặp lại anh em trong các cái video review chi tiết các cái bộ dụng cụ sửa chữa có sẵn ở trên thị trường và trong kho đồ nghề của bên máy móc Minh Chí. Thì ở video trước, bên mình đã giới thiệu cho anh em bộ dụng cụ sửa chữa thương hiệu Santa Top 151 chi tiết. Thì ngày hôm nay, bên mình lại tiếp tục giới thiệu cho anh em cái bộ dụng cụ sửa chữa Santa Top 121 chi tiết. Thì cái bộ 121 chi tiết này nó khác cái bộ 151 chi tiết ở trên thị trường như thế nào? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết qua cho anh em. Bởi vì các cái mẫu sản phẩm này thì là mình đã có khách hàng đặt hàng rồi. Thì tranh thủ trong cái lúc mà đóng hàng thì mình xin phép giới thiệu cho anh em thôi. Thì đây là chi tiết của sản phẩm. Sản phẩm nó đựng trong một vali rất là đẹp nha anh em nhá. Không để anh em chờ lâu nữa thì tôi sẽ đi thẳng vào trong cái tay công 1 phần 2 của anh em. Cờ lê vặn. Anh em chú ý nghe tiếng này. Rất là nhẹ, rất là êm nhá. Và mẫu sản phẩm này thì làm rất là đẹp. Hàng của Đài Loan làm rất rất đẹp anh em ạ. Đây là tay 1 phần 2 nha anh em nhá. Ở giữa họ làm một cái lớp vân chống trơn trượt và màu là đặc trưng là màu vàng. Rất là đẹp, cá nhân tôi rất thích các cái mẫu sản phẩm này. Tay 1 phần 4 xem nào. Ở đây thì có rất là nhiều sản phẩm, 121 chi tiết anh em ạ. Cộng lại là 121 chi tiết. Left right trái phải. Đây là tay 3 phần 8 nhỏ nhỏ này. Anh em chú ý nghe tiếng này. Các cái đầu ở đây thì là sao lục giác hoa thị thì đã đầy đủ cho anh em rồi nhá. Đấy, cho nên chúng ta không cần phải mua gì đâu. Nếu mà anh em chúng ta là thợ sửa chữa, thợ cơ khí, thợ xây dựng, anh em mua ở trong gia đình thì dùng cái bộ này gần như là không thể thiếu rồi. Không thiếu một cái gì. Thậm chí anh em mới ra nghề chúng ta mua cái mẫu sản phẩm này là có đầy đủ cờ lê đầu khẩu hết rồi anh em nhá. Đây. Rất là đẹp. Bây giờ chúng ta đi đến đầu khẩu đi. Đây. Đầu khẩu là đầu khẩu 30 đi. Đẹp chưa? Các cái hàng Santa Top này thì tôi đấy đánh giá là đang được bán rất là chạy trên thị trường. Và bên máy móc Minh Chí tự hào là một trong những cái đơn vị phân phối độc quyền cái mẫu sản phẩm này. Rồi, chắc hẳn anh em đang rất là tò mò về các cái dòng cờ lê đúng không? Cờ lê và tu vít ở trên kia đúng không? Anh em nhìn kỹ cái đầu khẩu đi đã. Xong rồi tôi sẽ vào các cái cờ lê và tu vít. Đây. Anh em nhìn chất liệu cờ lê này rất là bóng nhá, chrome vanadium. Đây là cờ lê 18. Thậm chí là còn có thể nhìn rõ mặt của tôi qua cái đường cờ lê này. Video của các bạn đang xem đang quay ở chế độ 4K cho nên là rất là đẹp và rất là sắc nét. Anh em nếu mà chưa quay ở chế độ 4K, anh em chỉnh về chế độ 4K để chúng ta cùng theo dõi nhé. Đây là tua vít hai cạnh và tua vít bốn cạnh. Rất là đẹp, rất là sắc nét anh em ơi. Tay cầm cũng rất là chắc chắn nữa. Cực kỳ ok luôn anh em ạ. Anh em nhìn thấy chưa? Tua vít hai cạnh, tua vít bốn cạnh rất là nhiều, rất là đẹp. Đây chắc là bút thử điện à. Rồi, đầy đủ cho anh em. Tất cả các sản phẩm này cộng lại thì là 121 chi tiết. Rồi, chúng ta đi đến đầu khẩu đi. Đây, các cái đầu khẩu trên này rất là đẹp. Chrome vanadium, đây là đầu khẩu 13. Thực sự đây sản phẩm này nó có nhiều chi tiết quá, thành ra là nếu mà anh em chúng ta lấy thì tôi sẽ xin phép là để cái phần chi tiết sản phẩm ở trong phần Zalo cũng như là ở phần giới thiệu sản phẩm anh em nhé. Giá của sản phẩm tôi cũng xin phép để ở ngay dưới phần comment đây để anh em chúng ta có thể tham khảo. Sản phẩm thương hiệu Santa Top 121 chi tiết này thì có hai loại trên thị trường. Loại đầu tiên là 151 chi tiết thì tôi đã review rồi ở trên kia.
anh em có thể tìm vào video để xem. Còn loại thứ hai tôi đang quay đây, đấy chính là 121 chi tiết. Đấy. Trên thị trường thì có hai loại, 151 chi tiết và 121 chi tiết. Thì loại anh em đang xem đây chính là 121 chi tiết, thương hiệu của Santa Top nha anh em nhé. Đây là đầu khổ 32 này anh em thấy chưa? Đầu khổ 32 rất là đẹp, bóng sáng. Không phải suy nghĩ gì luôn. Các cái dòng Santa Top trên thị trường thì đúng là đẹp, rẻ, chất lượng. Rồi, thì cái mẫu sản phẩm này bên mình đang ship hàng toàn quốc luôn. Quý khách hàng nào cũng muốn đặt hàng cái mẫu sản phẩm này nhá thì chỉ cần nhấc máy alo cho bên mình thôi. Đấy chính là công ty của bên máy móc Minh Trí. Đây. 0915498666 hoặc là 0978390231, 0986734894. Website của bên mình là maymocminhtri.com. Thì các cái mẫu sản phẩm này bên mình đang phân phối và được trợ giá rất là rẻ. Cho nên là anh em chỉ cần ép Zalo của bên mình ba cái hotline này thì bên mình xin phép là sẽ giới thiệu cho anh em về video này, hình ảnh chi tiết của sản phẩm cũng như là các cái thông số chi tiết đi kèm của cái bộ dụng cụ 121 chi tiết thương hiệu Santa Top này nhá. Đây là hộp của sản phẩm này. Rồi. Đấy, xa xa bên kia đấy chính là bộ 151 chi tiết thì tôi đã review rồi. Còn mẫu sản phẩm này 121 chi tiết anh em đang xem thì nó có 1/2, 1/4 và 3/8. Đấy, rất là đẹp. Sản phẩm được đựng trong một vali rất là đẹp, chắc chắn. Đấy, thì tôi chỉ cần mẫu sản phẩm này anh em có thể thông cảm nhé, nếu mà trong quá trình đi mà nó bị va, không phải nó bị va đập mà nó bị các cái linh kiện này nó bị rơi ra, nó không nằm trong hộp này nữa mà nó rơi lanh quanh ra trong cái vali này thì chúng ta có thể thông cảm được. Bởi vì là trong quá trình vận chuyển thì chắc chắn là nó sẽ có thay đổi thôi. Đấy, rất là khó. Đấy, không thể nào mà tránh được. Rất là khó để mà giữ nó được ở trong các vị trí luôn anh em. Đấy, rồi. Thì cái mẫu sản phẩm này bên máy móc Minh Trí đang phân phối độc quyền. Anh em chỉ cần liên hệ với cả hotline của bên mình thôi. Thì là sản phẩm này nhá, bên mình xin phép được giới thiệu cho anh em là ship hàng toàn quốc, xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn. Tránh tình trạng là mất lòng tin khi mua hàng online. Anh em chỉ cần nhấc máy và alo trực tiếp cho bên mình thôi. Thì các cái bộ sản phẩm 121 chi tiết và 151 chi tiết này, giá của sản phẩm có những thời điểm thì bên mình xin phép là được bán nửa giá trên thị trường. Tại vì sao ạ? Bởi vì là được công ty Santa Top trợ giá ở Việt Nam, cũng như là có những cái đợt sale thanh lý dọn kho hoặc là chào đón những cái dịp gì đấy thì bên mình chỉ bán cái những mẫu sản phẩm này có nửa giá thôi anh em ạ. Đấy, thì để chi tiết anh em có thể ép Zalo của bên mình nhá. Hotline của bên mình là ba cái số này: 0915498666 hoặc là 0978390231, 0986734 và 894 anh em nhé. Mẫu sản phẩm này bên mình xin phép ship hàng toàn quốc, xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn. Tránh tình trạng là mất lòng tin khi mua hàng online. Nếu như đúng như trong quảng cáo thì anh em lấy, còn nếu như không đúng như trong quảng cáo anh em có thể trả lại cho bên mình. Đấy, yên tâm là không mất một chút chi phí nào nhá. Như thế là quá ok rồi chưa? Như thế là ok chưa anh em? Đảm bảo để anh em chúng ta chọn lựa cái mẫu sản phẩm uy tín trên thị trường và không bị lừa đảo ở trên thị trường anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem cái video review này và rất là hy vọng anh em sẽ ủng hộ máy móc Minh Trí trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.